Xin chào các khán giả của EDM Việt Nam Community. Mình là Felix Avin và rất vui khi được tham gia buổi phỏng vấn hôm nay của Best of EDM. Họ và tên của em là Hưng Nguyễn, em đến từ Hạ Long và hiện tại thì em đang làm ở Hồ Chí Minh. Em lấy nghệ danh Felix Avin là vì Felix có nghĩa là FL Studio, có nghĩa là phần mềm mà em làm nhạc. Còn Avin có nghĩa là Avinci, là người đã truyền cảm hứng cho em từ khi em mới bắt đầu làm nhạc. Nếu không phải là Felix Avin thì em sẽ lấy nghệ danh là Hòa Proc, tại vì em cũng thích nhạc anh Hòa. Ba từ diễn tả màu sắc âm nhạc của em là lôi cuốn, catchy và có chất riêng. Nếu ví Felix Avin như một dòng nhạc thì chắc sẽ là Future Deep, tại vì nó tươi mới và dập dìu. Ca khúc mà mình tâm đắc nhất có lẽ là Anh Là Ai của Phương Ly. Rất là thích cái nhạc mà Phương Ly đã mang lại nên mình đã quyết định remix. Điều quyến rũ nhất trong âm nhạc của Felix Avin chắc là có chất riêng, và mình đã dùng cái chất riêng đấy để mình pha trộn một cách hợp lý. Một siêu năng lực của bản thân chắc là ngủ. Một đoạn nhạc viral mà mình nghĩ đến ngay lúc này: Umeste que loco, loco contigo. Đối với mình, ba nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam là Tuliver, Hòa Proc và Iconic. Nếu được hợp tác với một trong ba người chắc là em chọn hết, tại vì em thấy màu sắc âm nhạc của ai cũng hay, cũng hấp dẫn. Thức nhắn tin với người yêu hay thức để làm nhạc? Chắc là em sẽ chọn thức để làm nhạc, tại vì người yêu em lúc đấy đi ngủ. Nước ép trái cây hay là nước có ga? Chắc là em uống nước có ga, tại vì em thích uống Coca-Cola. Không được, thế quảng cáo quá vậy nhỉ? Ăn cay hay ăn ngọt? Chắc là em sẽ ăn cay, tại vì ăn cay thì nó cũng ngọt mà, nhưng mà nó cay hơn đấy. Giữa phong cách lịch lãm với phong cách ăn chơi tiệc tùng thì chắc là em thích ăn chơi tiệc tùng hơn. Cho em 1 tỷ tiền mặt hoặc 1 tỷ lượt stream à? Chắc là em lấy 1 tỷ tiền mặt để em mua 1 tỷ lượt stream. Phở có hành hay không hành? Phở có hành. Giữa studio và sân khấu thì em chọn studio, tại vì em thích làm việc ở nhà. Một cô bạn gái nấu ăn ngon hay một cô bạn gái hát hay? Em sẽ chọn... chắc là em sẽ chọn hát hay, tại vì em biết nấu ăn rồi. Hợp tác cùng Martin Garrix hoặc là DJ Snake à? Em sẽ hợp tác cùng với lại DJ Snake, tại vì em thích phong cách biểu diễn điên cuồng của DJ Snake khi mà ở trên sân khấu với dòng nhạc trap của mình. Cơ duyên đưa em đến với âm nhạc chắc là lần đầu tiên nghe bài Titanium của David Guetta. Sau đấy thì bắt đầu tìm những cái bài hát khác của thể loại EDM mà mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn. Và sau đấy mình bắt đầu quá trình làm nhạc. Khi mà vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều điều mà mình phải suy nghĩ về sau này mình sẽ làm gì hay cuộc sống của mình như thế nào, và cái cách mà mình phát triển ở trong đây liệu và mình có thể làm được không. Thế mình cũng chưa chắc chắn, là mình chỉ đi vào thôi và để xem mình có thể làm đến đâu. Cảm nghĩ đầu tiên của em thì đến đây là hơi nóng, tại vì thời tiết nó khác ở ngoài miền Bắc. Vào đây thì em bị ốm liên tục những ngày đầu tiên mà em vào đây. Lúc ấy tâm trạng của em cũng vừa vui, vừa lo lắng, vừa hồi hộp nữa, tại vì mình vừa đến một vùng đất mới. Cuộc sống Hồ Chí Minh khác gì với Hà Nội? Ở Hồ Chí Minh thì đã tốt hơn so với lúc đầu em vào đây. Màu cảm xúc trong âm nhạc của em, thì em nghĩ màu cảm xúc nó không quan trọng. Quan trọng là lúc đấy cái cảm xúc của mình là gì và mình làm đúng theo cảm xúc đấy. Dòng nhạc mà em thích nhất chắc là dòng Deep House và Future House, vì đấy là hai dòng nhạc mà em có thể làm tốt nhất. Các sản phẩm sắp tới sẽ ưu tiên remix hay là original? Em nghĩ là sắp tới em sẽ ưu tiên original hơn, tại vì sắp tới em có rất nhiều dự án với các ca sĩ. Và sản phẩm remix thì em vẫn sẽ ra mắt thôi, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Em sẽ tập trung làm original nhiều hơn. Cảm nghĩ của em khi được biết ca khúc của mình là ca khúc yêu thích nhất là em cũng rất bất ngờ, tại vì đấy là ca khúc mà em đã làm 3 năm trước rồi và em chỉ mix master lại thôi. Và em cũng không ngờ là mọi người lại dành sự yêu thích cho cái bài hát của em. Nguồn cảm hứng khi sản xuất Hustle, có lẽ là đây là một sản phẩm rất ngẫu hứng khi mà một sáng em ngủ dậy và cái idea nó nảy ra trong đầu và mình sẽ ghi lại nó luôn. Và sau đấy em hoàn thiện ngay trong 3 ngày.
khó khăn và thuận lợi khi sản xuất Hustle. Về cái quá trình sản xuất thì nó rất thuận lợi, tại vì em đã ghi ra cái melody trước rồi, ghi ra cái idea của nó trước. Còn về phần khó khăn thì chỉ khó khăn ở cái phần khi mà em phải mix master lại cái bài đấy. Và nó đã từ rất lâu rồi, sẽ có những cái sample nó bị mất, thì cái đấy là điều bị mất thời gian nhất thôi. Chiến thắng của Best of EDM đã mang lại cho Felix Avi những gì? Thật ra thì cái mang lại lớn nhất có lẽ là khán giả vẫn yêu thích âm nhạc của mình, và đấy là điều mình sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thiện âm nhạc của mình. Felix Avin có quay lại Best of EDM VC lần nữa không? Và chắc chắn mình sẽ quay lại Best of EDM VC lần nữa. Bạn nghĩ sao về 9 ca khúc còn lại của Best of EDM VC? Mình nghĩ là 9 ca khúc còn lại thì bài nào cũng có một điểm nhấn của riêng mình thôi, và các bạn đã làm rất tốt trong việc mang âm nhạc của mình để đưa đến với gần hơn với tính giả, với người nghe. Ca khúc gây ấn tượng Felix Avin trong Best of EDM VC Mark 2022. Ca khúc mà gây ấn tượng nhất mình nghĩ chắc là bài của Contract và Tuấn Sèo, bài Super Tinh Tong. Nghe nó rất là tinh tong. Đối với Felix Avin, Best of EDM VC là một sân chơi như nào? Đối với mình thì Best of EDM VC là một sân chơi mang đến cơ hội và những cái thử thách cho các bạn producer trẻ, và muốn thử thách bản thân mình, muốn mang âm nhạc của mình đến với nhiều người nghe hơn. Tại sao Felix Avin lại nghĩ chiến thắng Best of EDM VC là điều may mắn? Tại vì bài Hustle mình đã làm khoảng 3 năm trước rồi, và mình chỉ mang đi dự thi thôi, nên là mình nghĩ đấy là một phần may mắn của mình. Theo Felix Avin, thế nào là một bài nhạc hay? Theo mình, nhạc hay được chia làm hai loại. Một là hay theo kiểu thị trường và hay theo kiểu kỹ thuật. Bài nhạc hay theo kiểu thị trường có nghĩa là có rất nhiều người có thể nghe được bài nhạc đấy, nó mang một cái độ catchy, dễ nghe. Còn bài nhạc làm về kỹ thuật thì sẽ đánh giá về kỹ thuật nhiều hơn là về phần catchy. Màu sắc âm nhạc đầy hứa hẹn của Felix Avin trong tương lai. Sắp tới thì mình sẽ mang lại một màu sắc Future Deep. Nó là một màu sắc Future và Deep House. Mình sẽ mang lại một dòng nhạc thực sự dễ nghe. Tiết lộ một bí mật về dự án sắp tới của Felix Avin. Dự án sắp tới thì có lẽ là do cái lời mình đã hứa trước đấy, mình nhận top 1, nên là bây giờ mình phải thực hiện cái lời nói đấy. Là mình phải bung hết nhạc ỉm. Một điều mình muốn nhắn gửi đến Best of EDM VC là cảm ơn những người đã làm ra chương trình, và cảm ơn những người đã làm ra cuộc thi này để cho các bạn producer trẻ có thể thử sức mình, để có thể ra sản phẩm và tiếp cận với khán giả, và có thể tìm ra những producer tiềm năng cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi phỏng vấn của Felix Avin ở Best of EDM VC, và đừng quên theo dõi cuộc bình chọn âm nhạc ở trên fanpage EDM Việt Nam Community, và hãy đón chờ những sản phẩm âm nhạc bùng nổ tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.